Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh Tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ngày 27 tháng 9, lực lượng Hezbollah tại Liban cho biết đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố Tiberia của Israel. Hezbollah cho biết họ đang đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhắm vào một số vùng ở Liban. Quân đội Israel cũng xác nhận đã có nhiều thiết bị bay không người lái và đạn pháo từ hướng Liban bay vào nước này. Trong tuần qua, Israel đã thực hiện chiến dịch không kích lớn nhất nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Liban kể từ cuộc chiến năm 2006. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 558 người đã thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương do các cuộc không kích của Israel. Đáp lại, Hezbollah cũng đã bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, bao gồm cả các mục tiêu ở trung tâm kinh tế Tel Aviv. Những diễn biến này đang làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng ra các nước khác trong khu vực. Cùng ngày 27 tháng 9, hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đưa tin Israel đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào mục tiêu ở Syria gần biên giới với Liban, khiến 5 binh sĩ Syria thiệt mạng và một người bị thương. Sana cho biết cuộc tấn công không nhắm vào các vị trí quân sự của Syria ở gần khu vực biên giới và Jebus. Trước đó một ngày, quân đội Israel cũng cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng dọc biên giới Syria-Liban, là nơi được Hezbollah sử dụng để tiếp tế vũ khí từ Syria sang Liban. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria dẫn các nguồn tin trên thực địa cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên như vậy vào Syria kể từ khi Israel tăng cường tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong tuần này. Lo ngại về khả năng Israel sẽ đưa quân vào Liban khiến tình hình càng thêm căng thẳng, nhiều nước đã kêu gọi công dân sơ tán và chuẩn bị các phương án để đưa người dân sớm rời khỏi Liban. Philippines ngày 27 tháng 9 cho biết sẽ sơ tán 11.000 công dân khỏi Liban ngay khi Israel đưa quân vào quốc gia láng giềng phía Bắc để tấn công lực lượng Hezbollah. Trước đó, Manila cũng đã khuyến cáo công dân rời Liban khi còn các chuyến bay, nhưng hiện mới chỉ có 500 người đồng ý rời đi. Theo thống kê, khoảng 90% những người Philippines đang làm việc ở Liban là phụ nữ nhập cư làm công việc gia đình. Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đội ngũ của ông đã họp để thảo luận về đề xuất của Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban và họ sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới. Trong tuyên bố, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng đội ngũ của Israel đã bàn về sáng kiến của Mỹ và cách thức thúc đẩy mục tiêu chung là giúp người dân ở miền Bắc Israel trở về an toàn. Ông cũng khẳng định rằng phía Israel sẽ tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Mặc dù trong tuyên bố của ông Netanyahu không đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Israel Katz và những chính trị gia khác đã phản đối lệnh ngừng bắn 21 ngày với Hezbollah, nhưng ông cho biết có nhiều thông tin sai lệch về sáng kiến ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Theo ông, Israel và sáng kiến do Mỹ dẫn đầu đều có chung mục tiêu là giúp người dân dọc biên giới phía Bắc trở về nhà an toàn. Thủ tướng Netanyahu cũng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Mỹ trong vấn đề này, cũng như vai trò quan trọng của họ trong việc thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực. Thông tin này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ở phía Bắc. Ngày 26 tháng 9, sau khi ông Netanyahu lên đường tới New York để tham dự khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Văn phòng Thủ tướng Israel đã phát đi thông báo rằng ông Netanyahu đã chỉ thị quân đội Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Liban. Về xung đột giữa Israel và Hezbollah, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng nếu cuộc xung đột tiếp tục leo thang, điều này chỉ khiến cho việc trở về nhà của dân thường ở cả hai phía trở nên khó khăn hơn. Ông Blinken đã đưa ra cảnh báo trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer ngày 26 tháng 9. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn 21 ngày tại khu vực dọc biên giới giữa Israel và Liban. Hai bên cũng đã thảo thuận về những nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza và các bước mà Israel cần thực hiện để cải thiện công tác hỗ trợ nhân đạo tại khu vực này. Thế khó của thủ lĩnh Hezbollah khi đáp trả Israel. Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah chịu áp lực vì nhiều điểm yếu của nhóm gần đây bị phơi bày và lâm vào thế khó khi quyết định mức độ đáp trả Israel. Quân đội Israel ngày 23 tháng 9 đã bắt đầu tập kích hàng loạt mục tiêu Hezbollah ở miền Nam và Đông Liban nhắm vào các sở chỉ huy và hạ tầng của nhóm vũ trang. Giới chức Liban cho biết hai ngày oanh tạc của Israel đã khiến ít nhất 569 người không qua khỏi, hơn 1.800 người bị thương. Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah vốn diễn ra gần như hàng ngày sau khi chiến sự Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tấn công Israel vì muốn thể hiện sự ủng hộ với Hamas, khiến Tel Aviv liên tục đáp trả.
Căng thẳng gần đây leo thang, Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc vào ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 39 người không qua khỏi, hơn 3.000 người bị thương. Israel còn hạ sát một số chỉ huy của Hezbollah, trong đó có Ibrahim Akin, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Radwan, quan chức cấp cao thứ hai trong cánh vũ trang Hezbollah sau Fuad Shaskar. Shaskar còn được gọi là cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, cũng bị Israel hạ sát cuối tháng 7. Chỉ huy lực lượng rocket và tên lửa của Hezbollah Ibrahim Qabasi cũng bị sát hại vào ngày 24 tháng 9. Israel đang tạo áp lực quân sự lớn lên thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, khiến ông phải đối mặt với lựa chọn bảo toàn lực lượng cùng các khí tài quân sự còn lại hay là tiếp tục duy trì răn đe với Israel, tạp chí Foreign Policy bình luận. Shaskar, Askin đều là những chỉ huy dày dặn kinh nghiệm. Tổ thất này khiến Hezbollah khó xây dựng chiến thuật hơn. Ông Nasrallah lãnh đạo Hezbollah từ năm 1992, nhưng được cho là không nắm rõ tình hình thực địa như Shaskar và Akin. Loạt vụ hạ sát chỉ huy và nổ thiết bị liên lạc khiến Hezbollah lo ngại có nội gián Israel xâm nhập vào các tổ chức. Hezbollah còn đang mất niềm tin vào công nghệ, thiếu phương thức đáng tin cậy để liên lạc. Các chỉ huy nhóm đã trao đổi trực tiếp để sắp xếp cuộc họp giữa Akin và thành viên Radwan, nhưng vẫn bị Israel tập kích. Điều này cho thấy Hezbollah bị xâm nhập sâu hơn họ nghĩ. Hezbollah dường như cũng bị mất yếu tố bất ngờ. Tháng 8, Israel biết chính xác thời điểm và phương thức Hezbollah thực hiện để đáp trả vụ hạ sát Shaskar, từ đó tập kích phủ đầu vào các vị trí khai hỏa của nhóm. Khả năng răn đe của Hezbollah với Israel chủ yếu là từ kho rocket và tên lửa. Israel phá hủy càng nhiều khí tài Hezbollah, miền Bắc nước này càng ít bị đe dọa. Hezbollah từng tuyên bố sẽ chỉ dừng tập kích Israel nếu Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nhưng những diễn biến gần đây cho thấy Israel muốn ông Nasrallah cũng như trục kháng chiến hiểu cái giá họ phải trả khi ủng hộ Hamas đang trở nên quá đắt, từ đó cắt đứt mối liên hệ giữa hai mặt trận. Tuy nhiên, Lina Khatib, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Chatham House, chỉ ra rằng Hezbollah không muốn coi mình là bỏ mặc đồng minh. Ngày 25 tháng 9, Hezbollah lần đầu phóng tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv, trung tâm kinh tế và công nghệ ở miền trung Israel, cách biên giới hơn 100 km. Dù vậy, làn danh đỏ chưa bị vượt qua, nhóm vũ trang chưa thực hiện đòn tấn công, gây tổn thất về người lớn. Ông Nasrallah hiểu rằng điều đó sẽ lập tức dẫn đến chiến tranh toàn diện. Vài tiếng sau động thái của Hezbollah, tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi đã gặp các binh sĩ đóng quân ở miền Bắc gần biên giới với Liban, nói rằng những đợt không kích của nước này những ngày qua nhằm chuẩn bị thực địa cho khả năng tiến quân vào Liban. Nếu Hezbollah đáp trả mạnh mẽ, tình hình có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tổng lực khiến Liban bị tàn phá và ông Nasrallah sẽ phải chịu trách nhiệm. Michael Young, nhà phân tích tại trung tâm Kennedy về Trung Đông ở thủ đô Beirut, Liban, nhận định. Tháng 7 năm 2006, căng thẳng Israel-Hezbollah leo thang khi nhóm vũ trang Liban đột kích xuyên biên giới khiến 3 binh sĩ Israel không qua khỏi và bắt cóc 2 quân nhân làm con tin. Thủ lĩnh Nasrallah giải thích cuộc tấn công xuất phát từ mong muốn có quân bài mặc cả để yêu cầu Israel thả tù nhân người Palestine. Israel mở chiến dịch trên không, trên bộ và trên biển vào miền nam Liban. Trong 33 ngày, giao tranh khiến khoảng 1.200 người không qua khỏi và 1 triệu người phải di tản ở Liban. Israel cũng ghi nhận hơn 160 người không qua khỏi và 500.000 người phải sơ tán vì giao tranh. Ác mộng năm 2006 có thể lặp lại, nhưng ông Nasrallah đang phải chịu áp lực phải giữ thể diện cho những người ủng hộ và Iran thấy Hezbollah đủ năng lực để đối phó với Israel. Ông Nasrallah đang đứng trước quyết định quan trọng nhất trong lịch sử Hezbollah. Jerusalem Post bình luận. Ngày 26 tháng 9, cảnh sát Na Uy đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một người đàn ông Ấn Độ gốc Na Uy do liên quan đến việc bán các máy nhắn tin cho lực lượng Hezbollah tại Liban. Những máy nhắn tin này đã phát nổ trong một loạt vụ việc chấn động xảy ra hồi tuần trước. Đối tượng Rinon Hosey, 39 tuổi, đã mất tích trong chuyến công tác đến Mỹ trong tuần qua. Ông làm việc tại tập đoàn truyền thông DN Media Group của Bulgaria, được cho là mắt xích trong chuỗi cung ứng máy nhắn tin. Sở cảnh sát thủ đô Oslo của Na Uy xác nhận rằng vào ngày 25 tháng 9, họ đã nhận được báo cáo về trường hợp mất tích này. Đội cảnh sát hình sự đã mở cuộc điều tra và phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Hosey. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol hiện chưa có phản hồi về thông tin này. Trước đó, DN Media Group cho biết ông Hosey làm việc tại bộ phận bán hàng của tập đoàn.
Vào ngày 17 tháng 9, Hosea đã rời Na Uy để tham dự một hội nghị ở Boston của Mỹ. Một ngày sau đó, tập đoàn không thể liên lạc với ông. Theo sổ đăng ký doanh nghiệp của Bulgaria vào năm 2022, Hosea đã thành lập công ty Nota Global có trụ sở tại Sofia. Phía Bulgaria đã tiến hành điều tra vai trò của công ty này trong việc cung cấp máy nhắn tin gắn chất nổ, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chúng được sản xuất hoặc xuất khẩu từ quốc gia này. Chỉ trong 2 ngày tuần trước, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm, chủ yếu được lực lượng Hezbollah sử dụng, đã phát nổ tại Liban, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.